Xin chào các bạn đã đến với Tech Mắt. Mới đây thì HMD Global đã tung ra chiếc smartphone 5G đầu tiên của mình, đi kèm với đó là mẫu điện thoại giá rẻ khác của hãng. Trong những thiết bị này thì có những điểm gì mới, những điểm gì đáng khen hay là đáng chê thì chúng ta hãy cùng bắt đầu video này nhé. Đầu tiên đó chính là chiếc điện thoại Nokia 8.3 5G. Dù các đối thủ của Android như là Samsung hay là OnePlus đã phát hành điện thoại 5G trong thời gian qua, HMD có vẻ như là đi chậm hơn khi mà Nokia 8.3 là mẫu smartphone hỗ trợ 5G đầu tiên của mình. Tuy nhiên thì đừng vội kết luận đánh giá sự chậm trễ này vì chắc chắn HMD có lý do. Hãng tuyên bố là chờ đợi trong một thời gian qua giúp cho Nokia 8.3 5G hỗ trợ giải băng tần 5G rộng hơn nhiều so với các đối thủ của họ. Có nghĩa là cuối cùng thì nó có thể hỗ trợ chuyển vùng 5G trên nhiều quốc gia. Đây là điều mà các chiếc smartphone 5G trước đó chưa làm được. Thuộc phân khúc điện thoại cao cấp thì Nokia 8.3 5G sử dụng màn hình có thiết kế đục lỗ. Đây là xu hướng thiết kế được nhiều hãng sử dụng. Thiết bị sử dụng màn hình Full HD Plus Full Display 6.8 inch, viền màn hình mỏng và đục lỗ ở trên bên trái cho camera selfie 24 megapixel được tinh chỉnh nhờ vào sự hợp tác với Zeiss. Ở mặt sau của điện thoại thì nó được phủ lên một lớp kính cong. Cụm camera được thiết kế dạng hình tròn, có chứa 4 camera trong giống với mẫu Nokia 7.2. Hệ thống camera thiết lập 4 camera full view cũng được phát triển với sự hợp tác của Zeiss. Và nó gồm camera chính có độ phân giải là 64 megapixel hỗ trợ Night Mode được cải tiến của Nokia, kết hợp cùng với góc siêu rộng 12 megapixel hỗ trợ Action Cam Mode, được đặc biệt là sử dụng tỷ lệ khung hình điện ảnh 16:9 với tốc độ khung hình cao 60fps. Ngoài ra còn có cảm biến đo độ sâu 20 pixel để cải thiện khả năng chụp ảnh nền mờ và camera macro 20 pixel cho phép chụp ảnh rõ các vật thể từ khoảng cách chỉ 3.6 cm. Thiết bị có đèn flash LED 2 tông màu. Máy được trang bị cảm biến vân tay ở cạnh bên thay vì là bên trong màn hình hay là đặt ở mặt lưng. Về thông số kỹ thuật thì Nokia 8.3 trang bị một con chip Snapdragon 765G mới của Qualcomm công bố vào tháng 12 năm ngoái. Đây là lựa chọn đáng giá cho phân khúc cận cao cấp để đảm bảo smartphone hoạt động mượt mà. Con chip này tích hợp modem Snapdragon X52 để làm việc với mạng 5G theo tiêu chuẩn, giúp đảm bảo kết nối mạng nhanh hơn cho cả khi chơi game lẫn khi phát trực tuyến mà không cần bất cứ một bộ đệm hay là có một độ trễ nào. Bên cạnh đó thì máy còn đi kèm với RAM và bộ nhớ trong khá là ổn để mang đến trải nghiệm tốt nhất có thể, bao gồm cấu hình tiêu chuẩn là 6GB RAM và 64GB bộ nhớ trong, hoặc là 8GB RAM và 128GB bộ nhớ trong cao cấp hơn. Người dùng thì cũng có thể mở rộng không gian lưu trữ thêm với 400GB qua khe cắm thẻ nhớ microSD. Nokia 8.3 5G vận hành trên nền tảng Android 10 như là một phần của chương trình Android One, và theo lời hứa của HMD Global thì công ty sẽ đảm bảo thiết bị có thể được cập nhật lên Android 11 với 2 năm nâng cấp và 3 năm cập nhật bảo mật. Các tính năng khác của Nokia 8.3 5G bao gồm là pin 4500mAh kết hợp cùng với sạc nhanh 18W, nút Google Assistant chuyên dụng, và máy cũng được giữ lại giấc cắm tai nghe 3.5 huyền thoại. Sản phẩm có sẵn để mua vào mùa hè năm nay với duy nhất một màu sắc có tên là Polar Night. Giá bán dành cho sản phẩm này là 559 euro, tức là khoảng 14 triệu đồng tiền Việt Nam cho cấu hình 6GB RAM và 64GB bộ nhớ trong, và 649 euro, khoảng 16,2 triệu đồng cho cấu hình 8GB RAM và 128GB bộ nhớ trong. Bên cạnh Nokia 8.3 5G, HMD cũng công bố thêm một số thiết bị tầm trung và giá rẻ khác. Đại loại như là Nokia 5.3 là phiên bản kế nhiệm từ đèn Anh 5.1, được ra mắt vào năm 2018. Nokia 5.3 được ra mắt với nhiều nâng cấp mới. Và thiết bị vẫn giữ được nét thiết kế của những sản phẩm đi trước, nhưng lại sở hữu thêm bản nâng cấp khá lớn khi có 4 camera ở mặt sau thay vì một camera như là model tiền nhiệm. Cụm camera này bao gồm camera chính 13MP, camera góc siêu rộng 5MP, camera macro 20MP và cảm biến đo chiều sâu 20MP. Máy có màn hình IPS Plus 6.55 inch, có notch giọt nước, trang bị một camera selfie. Tuy nhiên thì điều đáng buồn đó chính là màn hình này chỉ được trang bị độ phân giải là 720p chứ không đạt 1080p. Do là một thiết bị tầm trung cho nên thông số kỹ thuật của thiết bị này cũng chỉ ở mức cơ bản mà thôi, với chipset 655 của Qualcomm kết hợp với RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB và có khe cắm thẻ nhớ mở rộng. Bên cạnh đó thì máy có dung lượng 4000mAh, lớn nhất trong Nokia 5 series. HMD Global đã tuyên bố là máy có thể sử dụng đến 2 ngày mà không cần sạc, nhưng mà không biết mình có nên tin hay không. Và cũng hơi tiếc khi là thiết bị này chỉ hỗ trợ sạc là 10W. Máy sẽ vận hành trên nền tảng Android 10 và HMD cũng hứa hẹn là sẽ cập nhật Android thường xuyên đến 3 năm cho thiết bị. Nokia sẽ lên kệ vào tháng 4 với giá bán là 189 euro, khoảng 4,69 triệu đồng.
Tiếp theo là Nokia 1.3, đây là điện thoại giá rẻ của HMD sử dụng Android Go. Máy sở hữu màn hình là 5.71 inch và chỉ có một camera 8MP duy nhất nằm ở mặt sau, nhưng lại đi kèm với ứng dụng Camera Go mới của Google. Điều này có nghĩa rằng những thuật toán hình ảnh tuyệt vời của Google chắc chắn sẽ hoạt động với phần cứng camera trên Nokia 1.3 trong việc chụp ảnh. Máy dùng con chip Snapdragon 250 với RAM là 1GB cùng viên pin là 2300mAh. Thiết bị này vẫn có cổng 3.5 nhưng mà sạc thì thông qua cổng micro USB thay vì là USB-C. Dễ đoán mà đúng không? Nokia 1.3 sẽ chính thức được bán ra vào tháng 4 với mức giá là $103, khoảng 2,4 triệu đồng. Và tiếp theo đó chính là cục gạch Nokia 5310. Dựa theo Nokia 5310 Express Music ra mắt vào năm 2007, thì Nokia 5310 tựa như là một chiếc máy nghe nhạc MP3 kết hợp cùng với đài FM. Tuy nhiên thì thiết bị này lại không có mang tính hấp dẫn như là chiếc điện thoại hình trái chuối 8110, mà cũng không có sức hấp dẫn về mặt cổ điển như là chiếc 2720 Flip. Nokia 5310 dường như là một bản hạ cấp hơn một chút so với những chiếc điện thoại trước đây thuộc dòng Nokia Original của HMD. Và máy kết hợp với kết nối 2G và sử dụng nền tảng Nokia Series 30 Plus, có nghĩa là máy sẽ không hỗ trợ các ứng dụng WhatsApp như là 2720 năm ngoái. Nokia 5310 sẽ lên kệ vào cuối tháng 3 với mức giá là $42, tương đương 980.000 đồng. Vừa rồi là những thông tin về những thiết bị mới nhất của HMD Global đã ra mắt. Trong số những thiết bị ở phân khúc cận cao cấp, tầm trung giá rẻ này, thì thiết bị nào làm cho các bạn cảm thấy đáng mua nhất thì các bạn cùng bình luận bên dưới nhé. Với mình thì Nokia 8.3 khá là ấn tượng. Và nhìn chung thì HMD Global đã giới thiệu thiết bị 5G giá cả phải chăng vào năm nay khi mà tung ra Nokia 8.3 5G. So với Galaxy S20 5G thì giá khởi điểm của nó từ $1,000, thì giá trị của chiếc Nokia 8.3 được đánh giá là với công nghệ màn hình, thiết kế camera và đặc biệt đó chính là kết nối 5G đáng hơn. Vừa rồi là những chia sẻ của Tới Mắt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video này. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại.